Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 Phút. Ở cuối tập 103, sau khi La Phong cùng 8 vị nô lệ hành động, mọi người rất nhanh đã giải cứu được con tin và lên phi thuyền rời đi. Thế nhưng, ở phía sau La Phong, đám người của gia tộc Nặc Lam Sơn thì vẫn chưa từ bỏ, bọn chúng truy đuổi vô cùng giáo giết. Giữa không trung, bọn họ không ngừng ghi lại tọa độ phi thuyền của La Phong và đuổi theo mọi người rời nhanh khỏi địa cầu. Phía xa kia, vừa vào phi thuyền, Lam Ngân hộ vệ nhanh chóng hóa nhỏ để lộ ra tất cả mọi người. Nhìn Từ Hân và A Hoa, La Phong vui mừng vô cùng. Năm lãnh đạo quốc gia cũng vậy, họ kinh ngạc nhìn người trước mắt, lập tức lộ ra vẻ hớn hở. Họ hiểu giờ khắc này mình đã được cứu. Cuối cùng nhìn mọi người, La Phong thanh âm vang lên nói, ta còn có việc, mọi người ở trong này, phi thuyền sẽ đưa mọi người tới nơi an toàn. Nghe vậy, mọi người gật đầu, còn La Phong nói xong, anh ấy liền hướng mắt nhìn lên bản đồ quan sát, dường như đám người kia đã đuổi kịp mình. Thế, Ba Ba Tháp liền truyền âm cho một mình La Phong nói, La Phong, lát nữa cứ chiến đấu hết mình đi, ta đã xóa mọi thông tin, người dân địa cầu không thể biết được kim giác cự thú còn sống đâu. Nghe vậy, La Phong liền gật đầu. Quay đầu lại, nhìn 8 nô lệ phía sau, anh ấy quát lớn nói, xuất phát! Dứt lời, tất cả đều quỳ xuống sau đó nhận lệnh. Ngay sau đó, cửa sau của phi thuyền mở ra, La Phong cùng 8 vị hộ vệ xuất hiện giữa không trung. Nhìn xuống dưới, La Phong lẩm bẩm nói, cũng đến lúc phải chiếm một trận rồi. Lời nói vừa dứt, thân hình La Phong lập tức lao về phía trước, sau đó thân hình liền chìm xuống biển sâu. Thế vậy, đám người gia tộc Nặc Lam Sơn cũng lập tức bám theo, cảm nhận được mình đã thu hút được toàn bộ đám người kia, La Phong liền tăng tốc. Tiểu đội tinh anh gia tộc Nặc Lam Sơn vô cùng phẫn nộ, bọn chúng một mạch truy đuổi theo 8 nô lệ cấp hành tinh, cấp 9 của La Phong. Cuộc chiến đấu kéo dài liên tục trên vạn km, nhưng tốc độ của họ thật sự cực nhanh, chỉ trong phút chốc, địa điểm giao chiến đã lần lượt thay đổi. Phía sau, Đào Lôi Vũ đuổi theo La Phong, thế nhưng rất nhanh đã mất dấu, điều này làm hắn ta vô cùng tức giận. Ngay lập tức, hắn ta liền tiến hành thăm dò nơi này. Nhất thời, đang trong lúc đó, đột nhiên sóng biển mãnh liệt nổi lên. Dưới đáy biển, như có một con quái vật khổng lồ màu đen đang từ từ bay lên, dần dần lộ ra cái lưng đầy gai sắc bén như đao, tựa như một dãy núi khổng lồ. Nhìn thấy thế, các thành viên tiểu đội tinh anh gia tộc Nặc Lam Sơn không ai sợ hãi, ngược lại đều có vẻ vô cùng kích động. Ngay lập tức, đám người Nặc Lam vệ do Đả Lôi Vũ cầm đầu lướt nhanh về phía trước, mục tiêu của bọn họ liền thay đổi, đó chính là kim giác cự thú. Đả Lôi Vũ thông qua trí năng quang não truyền đoạn video này cho các đội viên khác rồi lệnh cho họ quay lại. Thế nhưng vừa khi tiếp cận, một đuôi đẩy lân giáp như chấn động cả thiên địa, dùng tốc độ kinh người như xé rách cả không gian quất tới. Ngay lập tức, nó liền khiến một người bỏ mạng ngay lập tức. Tuy nhiên, Đả Lôi Vũ cùng Pula thì lại vô cùng vui sướng. Bọn hắn hiểu nếu bắt sống kim giác cự thú sẽ được phần thưởng lớn đến thế nào, bởi vậy bọn họ liền lao tới vây bắt. Sau đó, thanh âm tên chỉ huy vang lên nói, ba tiểu đội từ ba phương hướng cùng nhau công kích. Ta không tin một thôn vệ thú cấp hành tinh cấp 7 đối mặt với 15 người Nặc Lam vệ chúng ta mà có thể thắng được. Con người Đả Lôi Vũ lóe ra ánh mắt ác độc xanh lè, cũng quát lớn nói, bắt sống thôn vệ thú. Dứt lời, bọn họ liền chui vào sông trong vùng biển rộng. Thế vậy, cái đuôi để lân giáp khổng lồ như một con đại mãng xà quét qua nước biển, quét thẳng về phía một phân đội tinh anh. Nhất thời, nơi đây xảy ra một tình huống tựa như long trời lở đất, ba phân đội Nặc Lam vệ cuống cuồng vây công con kim giác cự thú. Còn phía dưới, chỉ thấy những cái vằn kim sắc dày đặc trên chiếc sừng màu đen trên đầu con kim giác cự thú đột nhiên lóe sáng. Chỉ trong tích tắc, nó đã phóng ra một đạo công kích, lập tức đả thương người của gia tộc Nặc Lam Sơn, bọn chúng cứ thế ngã xuống. Và không chỉ có La Phong chiến đấu, lần này Ba Ba Tháp cũng khai chiến. Ở trên phi thuyền, nàng liền bắn công kích về phía đối thủ. Nhất thời, từ trên phi thuyền, một đạo ánh sáng cũng liền phóng ra và xuyên qua thân thể của đối thủ, thân ảnh cũng từ từ tiêu tán. Tuy nhiên, 8 nô lệ cũng không rảnh rang, mỗi khi gặp một tiểu đội đi lẻ tấn công kim giác cự thú, họ cũng liền lấy mạng đối thủ ngay lập tức. Lúc này, cuộc chiến diễn ra vô cùng căng thẳng, La Phong cùng đám người kia không ngừng va chạm với nhau, cực kỳ mãnh liệt. Còn đám người kia, bọn họ đã đem thông tin về kim giác cự thú trở về gia tộc. Thấy vậy, tên tộc tổ cùng đám tộc trưởng vui sướng. Đến đây thì hết tập 104 Thôn Vệ Tinh Không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.